Thấy cái gì cậu ba? Gì? Bảo chỉ cậu bán gì kìa. Bảo kêu cậu bán Gì gì? cây mít xanh đó, hả Mão? Bảo kêu cậu bán gì? Trời ơi, mới thấy cái chai gì bự khổng lồ kìa. Trời ơi, dữ dội chưa? Đã không? Mới phát hiện được. Cậu ba lấy xuống cho Mão nha. Oh yeah. Cậu ba lấy cái gì mọi ơi? Ơi, anh hai phát hiện cái chai đó, cậu ba lấy về nè. Wow, mở ra đi, mở ra, mũi mũi qua tham gia mũi. Mũi để lên, cho mũi nắp nè. Mũi mũi tham gia ăn không? Cho mũi nắp á. Mũi đi về trễ quá, nãy giờ mũi đi đâu vậy? Nãy giờ đâu? Chà. Bà mũi đâu? Bà mũi đi học. Nãy giờ bà mũi đi học. Để cái đó nắp thứng nè. Bà mũi đi học về á cậu ba. Cái bà mũi phát hiện trễ, anh hai phát hiện trước. Rồi được thôi. Hai bà hộ rồi ăn thử con ngon không? Rồi hai ăn đi hai. Ngon. Yeah. Chứ mà không có thai ngon quá, mũi làm gì mũi đâu rồi. Yeah, mũi da con. Đừng ra con cũng thấy rồi. Dễ hả? Đừng ra con cũng phát hiện ra hả? Yeah. Hai người này phát hiện được. Bắt ve hoài. Anh này anh phát hiện được, anh khoái quá, anh ăn hoài luôn á, xin cậu ba hoài. Cho mọi thêm miếng nữa. Rồi Mão bỏ miệng mau. Rồi cảm ơn Mão nha. Mão tốt nghe, Mão cho mẹ. Từng 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 lấy một hai đôi miếng rồi. Rồi Mão ôm nguyên chai luôn rồi. Đúng rồi. Nó bự như cái gói ôm của mụi luôn. Dĩnh xe, dĩnh xe. Mê ôm chai bắp quá chơi dựng xe nữa. Wow, ôm đi đâu vậy mũi? Mũi đi ôm mồi. Ôm mồi về tổ. Mũi là chim tha mồi về tổ rồi, về tổ rồi. Rồi, ngồi đó. Mọi người đó mình ăn luôn. Rồi mũi gót ra mọi người ăn nha. Mũi cần ai gót dùm má. Mũi cần ai gót dùm má cậu ba. Anh hai đó kìa, anh hai ảnh ăn hết của ảnh rồi thôi. Ít ít thôi cậu ba đi gót. Cho anh hai một viên thôi, cho anh hai một viên thôi. Để em đi đổ. Ê! Hai viên luôn, bỏ vô miệng. Nhanh lên. Yeah! Đã quá, đã quá. Cậu ba nữa. Tới cậu ba nè. Cái gì cậu ba được cái này đã nè. Cái gì vậy? Trời, cái hột nó không bung ra đó. Là nó ngon rồi, nó ngọt. Nó cứng. Nó có đường, nó ngọt. Đường à? Đúng không? Mão nữa, mão phái à. Mão với mùi phái mê món này. Rồi, bye bye các bạn đi. Chứ con ăn nãy giờ con cũng thấy ngọt mà. Ngọt nữa hả? Chào tạm biệt các bạn nha. Chai bắp khổng lồ của anh hai á. Ba cũng được nè. Ừ. Trời, cái vỏ